Suốt gần tháng qua, các xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ của huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị ngập nặng. Cư dân địa phương phải sinh sống trong vùng ngập lụt. Khác với người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi hàng năm có mùa nước nổi, dân địa phương quen thuộc với tình trạng nước lên cao mỗi năm nên sống chung với lũ một cách bình thường. Trong khi đó, cư dân các xã ngoại thành Hà Nội hiện đang chật vật chống chọi bao hệ lụy do nước lũ kéo dài. Hai huyện Quốc Oai và Chương Mỹ ở ngoại vi thủ đô Hà Nội là những nơi trũng được xem là rốn lũ của cả thành phố. Tình trạng cứ đến mùa mưa bão thì ngập lụt đã diễn ra nhiều năm nay. Nhưng theo người dân ghi nhận, diễn biến ở bờ Nam sông Bùi, huyện Chương Mỹ năm nay là nghiêm trọng nhất mà họ từng thấy. Từ năm thì nhớ như rồi là năm nay là hơn 50 tuổi rồi, năm nay mới là ngập to đấy. Còn thì mọi năm nó cũng ngập, nhưng mà nó chỉ ngập nó còn ở dưới này cơ, nó chỉ ngập ít thôi. Đấy, nhưng mà cũng mất về màu mỡ nó cũng mất. Thế nhưng mà xong nó lại cạn ra ngay, nó chỉ trong vòng khoảng độ tuần hơn tuần nó cạn ra. Đây là mức nước này chúng tôi đang tính hàng tháng cạn ra thì con chả làm được cái gì nữa. Năm ngoái thì ngập thì nó thua năm nay mấy chục phần kìa. Em đánh dấu đây này vẫn còn nguyên đây này. Có phải lên đến tầm 2 phần vượt năm ngoái. Cái nước sau này này, nước trước thì nó vẫn bình thường. Nước trước thì vượt cái năm ngoái có đáng bao nhiêu đâu. Nước sau này thì ngập phải ác. Tại huyện Chương Mỹ, khu vực bờ Nam sông Bùi đã chịu ngập lụt từ ngày 20 tháng 7 năm 2018. Và đỉnh điểm là các ngày 29 đến 30 tháng 7 vừa qua, khi đê tả có nguy cơ vỡ, đe dọa khu vực nội thành Hà Nội. Cho đến ngày 2 tháng 8 năm 2018, nước trên sông Bùi tiếp tục chảy vào thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến. Để tránh nguy cơ vỡ đê tả Bùi, chính quyền thành phố Hà Nội đã huy động hàng trăm người và phương tiện gia cố đê, đắp thêm hàng ngàn bao cát. Còn theo người dân, nước sông chảy vào ba xã Tân Tiến, Nam Phương Tiến và Hoàng Văn Thụ, góp phần giúp cho mực nước sông hạ bớt, tránh nguy cơ vỡ đê, cứu nguy cho nội thành. Người ta nói là bên đây là để chứa nước bên đây khỏi nó về Hà Nội. Về Hà Nội là nó lớn hơn. Thế cho bên đây phải chịu ngập lụt để chịu gánh quả về hậu lụt để chịu khỏi bên kia, khỏi vỡ bên kia. Thế cho nên người ta còn cho chảy về bên đây cơ. Đấy, nó lại thế kìa, chứ không phải nếu mà kể ra mà chống thì cũng chống được. Nhưng nhà nước người ta làm để cho bên đây chịu gánh về bên đây là nó không phải thành phố, nó về là Hà Tây, nó lắm đồi núi, nó lắm, nó ít nhà, ít dân hơn. Đấy. Về nguyên tắc thì khi mà nước lớn mà không có chỗ để nó lưu thông thì đương nhiên là nó sẽ chảy vào trong này và nước ở trong này sẽ dâng cao lên. Nhưng mà rồi là bên chính quyền cố gắng đắp đê tả Bùi để giảm áp lực và cứu trợ đồng bào bên kia. Thì bên này nước đã dâng lên rất là nhanh, trong vòng vài tiếng hồ thì đã lên đến sấp xỉ vài chục cm so với cái bình điểm của rồi. Hơn 3.600 hộ gia đình của huyện Chương Mỹ sống trong cảnh ngập lụt sâu dưới 2 mét nước, bị cắt điện, tài sản bị hư hại, thiếu lương thực, nhiều gia đình phải đi ở nhờ. Tính đến ngày 1 tháng 8 năm 2018, khoảng 6.000 người đã di tản, chủ yếu là trẻ nhỏ và người già. Người dân vùng này kiếm sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, làm đồ mây tre đan thủ công và làm thuê tại những nơi khác. Ngập lụt khiến cho hàng trăm hecta lúa và hoa màu của họ bị mất trắng, chăn nuôi cũng bị ảnh hưởng và không thể sản xuất, lưu thông hàng hóa thủ công. Tuy nhiên, phía chính quyền chưa đưa ra chính sách hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, khôi phục đời sống sau khi nước rút. Đến giờ phút này thì theo mình được biết thì chính quyền cũng chưa có đại diện lên tiếng về cái vấn đề sẽ hỗ trợ cho bà con về thiệt hại về tài sản cũng như là cây trồng vật nuôi, hay là về những cái chính sách khác về khu vực mà chứa nước để giảm áp lực cho đi tả Bùi. Và bà con cũng đang phân vân và cũng đang khá là không an tâm là về cái sự ngập lụt nó kéo dài và nó sâu như thế này. Thì những cái thiệt hại sau này thì không biết nhà nước sẽ giải quyết như thế nào. Một vấn đề quan trọng khác là thu nhập giảm sút và đời sống của các gia đình bị ảnh hưởng do ngập lụt, gây nên khó khăn trong việc đóng học phí, mua sách vở cho con em khi năm học mới đã đến. Nhiều năm nay thì khu vực này thì cũng đã ngập lụt, thì như 2 năm nay là diễn ra thường xuyên. Thì các cháu cũng chưa có một cái chính sách gì về cái việc giải quyết về việc là giảm học phí hay là miễn học phí cho các cháu được. Chỉ đang bảo làm lớn thì nhà trường đề nghị nhà trường miễn giảm cho một số nào đấy về lên xã làm cái đơn lên xã lên năm là để người ta chứng nhận cho, thì lên nhà trường thì chỉ đóng một ngân nào thôi.
Nhưng năm nay thì không biết là có đóng nhiều, năm ngoái thì đóng ngập tính là giá biến cho thì đóng 5 triệu. Trong tình cảnh nước ngập, mênh mông bể sở, người dân chỉ mong sao nước rút để họ có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, để khắc phục hậu quả của ngập nước, trước mắt và dài hạn, ngoài nỗ lực của từng gia đình, người dân cần sự hỗ trợ của nhà nước và các doanh nghiệp. Theo nguyện vọng thì rất nhiều bà con muốn rằng là chính quyền thành phố Hà Nội như huyện Trương Mỹ sẽ có những cái chính sách đặc biệt cho bà con khu vực vùng lũ, đặc biệt đó là cải tạo đê điều để giảm cái thiên tai ngập lụt. Nếu mà chưa cải tạo đê điều thì bà con mong muốn là sẽ có những chính sách để hỗ trợ bà con cho việc thiệt hại tài sản cũng như là sức khỏe và tinh thần. Rất là muốn nguyện vọng thứ nhất là con cái thì ăn học là nó cũng về vấn đề là lương thực về đây về tiền nóng là đóng học là cũng cụ gai đấy, con sáu đây mà ăn hết mấy cái tạ thóc ấy thì chả biết là nhà nước người ta có hỗ trợ cho cái gì không, thì trọng cái ý thôi chứ chả hỗ trợ gì, xoay vay mượn gì làm nào. Trước mắt sau khi nước rút đi, chính quyền thành phố Hà Nội, huyện Chương Mỹ và người dân cần làm sạch môi trường, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tiếp đến là chính quyền cần hỗ trợ khôi phục sản xuất, khắc phục thiệt hại về tài sản của người dân bằng chính sách tín dụng, miễn giảm thuế, phí. Trong lĩnh vực giáo dục, chính quyền cần có chính sách miễn học phí cho học sinh vùng chịu thiệt hại.